Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh hai em bé đang tặng quà cho mẹ của mình này. Hãy cùng tô với mình nhé. Trước tiên là với mái tóc này thì mình sẽ lại dùng màu đen nha. Thank you.
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ sưu tầm và hướng dẫn các bạn tô tiếp nha. Bye bye.